xuất hiện người phụ nữ cao 1m3, chưa từng có người yêu hay có chồng. Mẹ thì mất sớm, ba thì ra đi, nên chị phải mưu sinh, sống bằng nghề may, hai chân đi cục ngắn. Nghiêng qua nghiêng lại, nhưng cũng phải làm để kiếm tiền sống vào ngày. Dạ em, năm nay em 30. 30 ha? Dạ. 30 tuổi hả? Dạ. Có gia đình chưa? Dạ chưa. Em cao là 1m mấy? Em cao 1. Còn ha, rồi có xuống đây chơi không? Dạ, lâu lâu mới về. Rồi em được mấy anh em? Dạ, hai chị em. Hai chị em mà chị cũng bị vậy luôn hay dạ gì? Không, chị bình thường. Chị bình thường chị hả? Chị có chồng ở bên lớp giò á. Rồi em mai mốt có anh nào lại là mà làm quen được không? Dạ, có duyên thì sẽ được. Có duyên thì được ha. Em dạ. Chịu người bình thường hay gì hay là người... Dạ sao cũng được, nói chung là biết được, chăm lo cho mình là được rồi. Người bự gì cũng được luôn. Dạ. Biết chăm lo cho mình là được rồi. Em chỉ cần có người chăm lo cho em thôi. Rồi hàng ngày là đi may đồ đấy ha. Dạ. May ngày được nhiêu tiền? Cũng tùy theo, có bữa thì vài chục, có bữa thì trăm mấy. Thường là sửa quần áo sửa quần áo đủ thứ hết, đồ nít cũng có sửa luôn. Sương mùa đen có ta đội nón sáu bên rồi. Đâu gì sửa, sao đâu đi vô sửa cho em coi thế coi. Dạ, cái này là dạng cái style của em. Style, style quá chứ. Chị mang đôi giày size số mấy? Dạ 35, size nhỏ. Dạ. Size nhỏ ha. Dạ. Mai này đây lâu chưa? Dạ em mướn ở đây nếu mà Tết này nữa là được 2 năm rồi. 2 năm ha. Dạ. Nhưng mà em làm ở Bình Khánh này là được, tại vì nói chung trước đó cũng di dời hoài á. Di dời chỗ á. Chỗ này là mình thuê mặt bằng hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà gì mình ở đâu chị? Dạ em ở bên chỗ cái đường hẻm bên đây nè, bên chỗ nhà trọ gia đình á. Ở trọ ha. Dạ. Mình ở đó, gì ở với ai? Dạ một mình. Một mình. Dạ. Chị sửa quần jean này là giữ lại legin của anh. Dạ đúng rồi, sự giữ lại legin cho khách. Mình đeo đồng hồ vậy thấy nặng không? Dạ không, cái đồng hồ này nó rất là nhẹ luôn á. Rất là nhẹ luôn ha. Dạ tại thấy nó to thôi chứ nó nhẹ. Mình sinh hoạt là cũng bình thường ha. Dạ đúng rồi ạ. Sửa một cái quần gì qua như này là chị. Dạ sửa cái quần cắt lai vậy đó. Quần jean á là cắt lai rồi tháo lai á là 20.000. Dạ. Tại vì nó cũng hơi lâu á. Dạ, tháo ra lâu à. Dạ đúng rồi, với lại nó cứng nữa. Làm nghề này lâu chưa thì sao? Dạ cái nghề may của em là lâu lắm rồi. Hồi trước đó em có đi làm công ty nhưng mà tại vì bị áp lực quá cho nên xin nghỉ. Ra nói chuyện nói chung bây giờ thì không thấy dễ thương khắp mọi người. Cũng làm cũng được hay hết ta. Giữ cái lai ghim lại nó tháo ra cực lắm. Cái này nhiều khách đến, ví dụ đi muốn sửa đồ đó. Dạ. Mình để trùng trùng với nhau rồi mình có lộn đồ khách không ta? Dạ không anh, em đa phần là khách tới là em sửa đồ cái nào là em nhớ cái đó à. Ghi tên mà hả? Dạ không cần ghi tên luôn. Ghi luôn. Dạ. Vậy? Khách tới là đa phần là khách nói đồ đó. Vậy đó là em lấy à. Tối mình có đi như giải trí ca hát gì không? Dạ không, tại vì em bị gì này nói chung em cũng mặc cảm ra đường lắm. Có đi ca không? Biết ca không? Dạ có, em thích ca lắm. Đồ ca ca em nghe khúc luôn coi. Để làm với cá luôn. Đầu ca em nghe hứng khúc rồi. Em ca khơi khơi thì em khơi, em chắc em ca không được. Ca thử một đoạn thôi à. Thử giọng, thử giọng. Nhớ xa
sau nữa mình vô cái bên chỗ hát với nhau, phòng thu âm đó. Mình chơi. Bây giờ kia khóa rồi cũng chưa biết là hát bài gì đâu. Mình nên mình đứng sân khấu lớn luôn, không cần chỗ đó mình không có bỡ ngỡ ha. Mình nên mình vô đó mình giao lưu chơi mình luôn trên sân khấu lớn luôn. Em cũng hơn 20 cái bọc mà có phải cái bọc đâu, quần dài hết hồn rồi chứ, cái quần dài hơn em luôn, dài hơn luôn nè. Dạ trời, cảm ơn. Dạ kiếm về mình sửa, mình cắt la vậy là khoảng một tiếng không chị? Cắt la quần jean, làm quần jean tại vì em tay nhà em cũng hơi cứng á. Dạ chứ nó là tầm khoảng chừng 20 phút. Tay nghề hơi cứng nha. Dạ. Dạ 20 phút là xong, như mấy cái quần này á, thì nới lưng nè. Nới lưng ra thì tầm khoảng chừng 15 phút một cái. Lẹ ha. Dạ. Làm nhanh cho nên nó cũng có nhiều khách đó, người ta chịu làm mau á, ta đem lại cho em. Đây cái ta đứng chờ lấy luôn. Có người đứng chờ, có người tầm nửa tiếng cái người ta quay trở lại. Ta quay trở lại có nhiều người á, người ta nói là sửa trước một cái thôi. Người nửa tiếng ta quay trở lại là em có thể là sửa hết 3 cái rồi. Cho nên cũng có nhiều khách người ta chịu lắm. Ở chợ này nhiều người sửa đồ lắm chứ không phải mình anh em, tính ra tới 11 người sửa đó. Vậy là mình sửa vậy nè cũng kiếm sống được ha. Thì nói chung ra thì ở nhà chợ mà tùy theo, ở chợ này nhiều người sửa đồ chứ không phải mình anh em, cũng không phải là bao nhiêu người, cho nên thì có tháng thì đủ, có tháng thì không đủ. Cây nó bén hay là? Dạ cái cây này là cái cây để tháo đồ quá anh. Cha mẹ mình chỉ còn không qua chị Xu? Dạ ba em thì còn, nhưng mà tại vì ba em có gia đình riêng á. Lúc mà mới sanh em ra là ba đã bỏ mẹ rồi. Mẹ em thì mất cũng mười mấy năm nay. Mẹ em bây giờ chị có sống chung với ba chị không? Dạ không, nói chung ra là giống như là ổng không có quan tâm tới em vậy đó. Lúc trước thì có về thăm mà thấy ổng quảnh mặt quá thôi không về nữa. Được mấy anh em nè? Dạ hai chị em. Rồi nhỏ em kia là chị hay gì? Chị, dạ chị hai. Chị hai có gia đình rồi cũng không có nhờ giả vào chị nữa. Tại vì chỉ có hai bé đó, cho nên là em cũng không có nhờ giả vào chị. Em tự lo, tự sống. Dạ, ba với mẹ chị là cũng bình thường ha, chiều cao bình thường ha chị Thu? Dạ, ở bên gia đình bên nội bên ngoại em là ai cười cũng bình thường hết. Dạ. Có riêng mình lên em thôi. Lúc đó mới sanh ra cũng bình thường quá hả? Em bình thường, hồi đó là em bị tai nạn xe rồi xong rồi nó chuyển sang qua bị sốt bại liệt á. Rồi cái nằm một chỗ đâu cũng 6-7 năm vậy, không có đi đứng gì được hết luôn. Rồi mẹ em lúc đó mẹ em bệnh trong người, nhưng mà em thì còn nhỏ em đâu biết đâu. Rồi mẹ em mới đưa đi lên Sài Gòn để mà chữa trị để cho em đi á. Bây giờ em đi thì được, nhưng mà hai cái chân của em nó yếu dữ lắm. Có yếu hả? Đụng nhẹ thôi, có thể là té đó. Thằng ơi. Dạ. Do cái chắc có lẽ biến cố sốt bại liệt. Do gì mình chạy xe sao mình chạy được? Dạ được, tại vì xe là có cái thắng chân đó anh, chế cái thắng chân đó. Chế. Dạ đúng rồi, có cái thắng chân nó chế thắng chân. Chế thắng tay em không bóp được. Tại vì tay em cũng yếu, nó không có bóp được. Nhiều khi chị như thế này nè, chiều cao khiêm tốn đó. Dạ. Có ra đường á chị, như là chị có mặc cảm gì không, mọi người xung quanh không? Dạ khó chứ, nói chung là em đi ra đường thì em cũng mặc cảm lắm. Bởi vì em đi làm về là về tới nhà là em ở trong nhà, đóng cửa em ở trong nhà thôi, không có đi đâu hết trơn á. Từ ấy giờ như là mình cũng ra ngoài mình không được tự tin cho lắm ha. Dạ đúng đi rồi. Đi làm về là ở trong trọ không? Dạ. Sao mình không cho mở ra cái cơ hội cơ hội hòa nhập với mọi người đó? Mọi dạ người không. Có lẽ là cũng thương chị đó. Dạ. Tại vì em thì không phải là không muốn hòa nhập với mọi người. Hồi trước mẹ em còn sống thì em sống chung với mẹ, mẹ cũng sợ là đi ra đường đồ này kia người ta nhìn người ta nói nhỏ đó nó vậy vậy đó, cho nên mẹ không có cho ra đường.
Nhưng mà thời gian á là em tự em đi học cái nghề này nè. Em đi học cái nghề này là tự em một mình em tìm tòi em đi học á. Là lúc đó là em mới tiếp xúc với mấy bạn đồ trong trường cũng bị khuyết tật nữa. Thì lúc đó em tiếp xúc và em mới nói chuyện đồ này kia, chứ hồi đó em không có nói chuyện gì chứ á. Nói chung là mặc cảm rất là nhiều lắm. Rồi bây giờ mấy đây là có gì nghỉ trưa không hay làm? Dạ không. Ở đây luôn ha. Dạ đúng rồi. Em làm luôn buổi trưa, tại vì buổi trưa nhằm khi khách người ta đi làm về, anh mấy cái người làm công sở á. Rồi tối là ở mình một hả? Dạ. Mình mướn ngày chỗ nó nhiêu tháng? Dạ 2 triệu. 2 triệu chắc bự hả? Dạ, nó như cái nhà cấp 4 vậy đó. Mà cái nhà nhỏ nha anh, cái diện tích nó bề ngang nó 4, bề dài nó tầm khoảng chừng 10 mét. Cái này là nhà chứ không phải là chỗ ha. Dạ. Nguyên căn nhà. Dạ, nguyên căn nhà. Cái chỗ là thường khoảng 1,5 triệu, 1,2 triệu. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này là cái nhà chỗ riêng đó anh. Bây giờ cũng tỉ mỉ hả mọi người, cũng khéo tay ha. Là cái nghề không có đơn giản chút nào ha. Cái ngón tay nó cục ngút hả ta? Ngón tay cục ngút à? Giống ngón tay em bé quá. Chỗ nào nó cũng cục ngút vậy chứ hả? Dạ. Như bé. Dạ nó không có phát triển á. Vậy là nó không già đó, cũng hoài đó. Vậy là mình phải tự tin lên. Dạ. Vì có chồng đâu có sanh em bé được hả? Được, bình thường. Được hả? Con bé thì nó lâm hơn chị này nữa, cũng vẫn sanh con bình thường. Con bé thì nó nhưng mà Trương này có chồng thì sanh em bé bình thường. Bé kia nó khóc hơn chị này nhiều. Trương là do là bị sốt thôi. Dạ. Chứ không phải là bị bẩm sinh. Này là đồ đạt của chị bạn, chắc có lẽ là chị mua về chắc chị sửa lại chị bạn được quá. Dạ đồ thì bạn xây thì cũng bình thường như những người bình thường, nhưng mà về là em chỉ cắt like lên thôi. Dạ, cắt like lên cho vừa cái kích cỡ của em á. Em thấy cái diện mạo của chị á, em nghĩ là người giàu có không à. Dạ đúng rồi. Tay á. Tay đâu vậy? Tay đâu lệch lệch không à, thấy ngoài đường nha. Hôm nay anh em đến đây thấy trực tiếp thấy chị làm cái nghề này. Dạ ở trọ nó rất là thương chị. Bây giờ chút mình đi về nhà trọ coi được không? Dạ được anh. Được ha. Rồi dạ. Giờ mình đi đi. Dạ để em gửi cái cô. Thì đây là cái chỗ mai của cô bé Lùng nha mọi người. Đó. Cũng hàng ngày mướn ở đây mai nè. Đi làm ba. Cô ơi. Con gửi tí xíu con chạy về. Con chạy về nhà trọ cái nha. Dạ dạ. Chút xíu con ra.